À, như vậy ở tiết vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong bài số 5 về vị trí của trái đất trong hệ mặt trời cũng như là hình dạng và kích thước của trái đất. Thì trước khi sang bài mới ngày hôm nay, thầy có một cái phần khởi động cho chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu vào bài mới. À, chúng ta chú ý lên màn hình ha. Chúng ta cùng nhau khởi động trước khi bắt đầu bài học. Rồi, phần khởi động được mang tên là hỏi nhanh đáp gọn. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 câu hỏi và mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có thời gian là 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Chúng ta bắt đầu cho nào, sẵn sàng nhé. Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1, thiên hà có chứa mặt trời và các gì? Ai cho thầy biết rồi? Suy nghĩ trả lời cho thầy biết rồi. Thiên hà có chứa mặt trời và các hành tinh của nó, trong đó có trái đất thì được gọi là gì? Câu hỏi này có lẽ hơi là khó với chúng ta đúng không nè? Nếu bạn nào mà yêu thích cái bộ môn thiên văn học sẽ biết, câu trả lời cho câu hỏi này. Thầy em trả lời gợi ý cho câu hỏi này luôn nha. Đó chính là dải ngân hà. Dải ngân hà ha. Rồi chúng ta chuẩn bị qua câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là sẽ dễ hơn. Hình dạng của trái đất. Quá dễ. 10 giây đi ha, thầy gọi ha. Thầy mời bạn Kim Liên. Dạ hai hình dạng của trái đất là hình cầu. À đúng rồi, rất là chính xác ha. Chúc mừng bạn Kim Liên đã được chính xác. Đó là trái đất chúng ta có dạng hình cầu. À, câu hỏi thứ ba cũng là một câu hỏi rất là đơn giản. Độ dài bán kính trái đất tại sao? À, thầy mời Phi Hùng. Dạ thưa thầy, vòng bán độ dài bán kính trái đất của đường sách đạo là 6.378. À đúng rồi, chính xác là khoảng 6.378 km đúng không nè. À, thầy đây bổ sung thêm một câu hỏi nữa, bạn nào cho thầy biết cái diện tích bề mặt trái đất chúng ta là khoảng bao nhiêu? À, diện tích bề mặt trái đất chúng ta là khoảng bao nhiêu? À, Huy Hoàng. Dạ thầy là 510 triệu km. À, khoảng 510 triệu km vuông ha, rất là chính xác. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về vị trí của trái đất, hệ mặt trời cũng như là hình dạng kích thước của trái đất. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái nội dung mới, đó là cái sự chuyển động cái sự chuyển động của trái đất quay quanh trục và hệ quả. Rồi, chuyển động từ quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Chúng ta tự ghi từ bài vô nha. Chuyển động từ quay quanh trục trái đất và hệ quả. À, phần từ bài chúng ta sẽ tự ghi nha. Thì bài hôm nay chúng ta trong cái nội dung của tiết ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu phần thứ nhất, đó chính là chuyển động tại quay quanh trục và cái phần sự luân phiên ngày đêm. Trong nội dung tiết ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu hai cái nội dung này thôi. Chưa xong. Nội dung bài tựa bài số 6 thì chúng ta tự ghi. Cái tựa bài có sách giáo khoa mà. Rồi, thì nội dung bài học của bài số 6 này bao gồm các phần. Thứ nhất, chuyển động từ quay quanh trục. Phần thứ hai là các hệ quả chuyển động từ quay quanh trục, bao gồm 3 hệ quả. Thứ nhất là sự luân phiên ngày đêm. Thứ hai là giờ trên trái đất. Và thứ ba là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên mặt trái đất. Trong nội dung của tiết ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu phần một La Mã và phần một nhỏ của hai La Mã thôi. Chúng ta cùng nhau đi vào phần một La Mã, chuyển động từ quay quanh trục, và chúng ta cùng nhau ghi ha. Ở phần nào ghi không kịp thì chúng ta có thể đánh dấu sách giáo khoa ha. Các bạn có sách giáo khoa hết rồi cho nên chúng ta đánh dấu sách giáo khoa. Chúng ta cố gắng rèn luyện cho mình cái kỹ năng tự ghi bài ha. Rồi, giờ chúng ta đi vào phần 1, chuyển động tự quay quanh trục. Trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 1 này, thầy có một cái đoạn video ngắn để chúng ta cùng nhau quan sát ha. Thì chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi. Chúng ta cùng nhau quan sát cái đoạn video sau đây. Cái đoạn video này là những tiết trước thầy đã giới thiệu cho chúng ta xem rồi, nhưng không biết chúng ta đã xem kỹ chưa. Thì hôm nay thầy chiếu lại cho chúng ta xem ha. Rồi, cho thầy chụp xíu ha, thầy mở video cho xem ha. Thấy có lẽ do mạng yếu cho nên rất là chậm luôn nè. Mechanical switches, you've come to the right place. Xem ha. Xin chào các em, chúng Rồi, ta đã biết chú ý được lên màn rằng hình nha. Rồi, một đoạn CP nó ngắn thôi.
trái đất quanh trục và sự chuyển động của trái đất quanh mặt của trái đất quanh trục. Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66 độ trục theo hướng từ Tây sang Đông và thời gian 24 giờ. Vậy có khi nào chúng ta đặt ra rồi, câu hỏi? Lại lần nữa ha, lần kia nó ngắn thôi. Của trái đất quanh mặt trời. Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối trên mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Nam một ngày đêm, tương ứng với 24 giờ. Vậy có khi nào chúng ta... Rồi, một đoạn ngắn như vậy thôi. Như vậy qua các đoạn video vừa xem, chúng ta chú ý những cái nội dung. Thứ nhất, trục trái đất sẽ nghiêng với khoảng quỹ đạo một góc bao nhiêu độ. Trái đất chuyển động quay quanh trục theo chiều như thế nào. Và thời gian trái đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục là bao nhiêu. Chúng ta chú ý những cái câu hỏi đó ha, để thầy hỏi chúng ta nha. Rồi chúng ta thấy màn hình này chia sẻ cho nè. Alo, thấy màn hình này chia sẻ chưa? Dạ rồi. Rồi chúng ta cùng nhau phân tích nội dung của phần 1 là mã này nha. Rồi thầy cho chúng ta quan sát lại một cái mô hình. Đây là mô hình trái đất chuyển động tự quay quanh trục. Đây ha. Rồi tiếp tục cùng quan sát lại ha. Kết hợp với đoạn video mà chúng ta vừa quan sát. Rồi đây là một cái mô hình chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Chúng ta hãy ý đây là một cái trục tưởng tượng ha, nối liền hai cực Bắc Nam. Cái trục này có độ nghiêng là bao nhiêu so với phạm vi đạo. Cái hướng chuyển động là từ đâu sang đâu. Rồi. Câu hỏi. Chú ý câu hỏi nha. Của trái đất. Hay nói cái khác là từ quay quanh trục theo hướng nào. Trái đất quay. Từ Tây sang Đông. Cảm ơn bạn Thành Phát. Tiếp theo câu hỏi thứ hai. Rồi quan sát kỹ cái mô hình này. Đây mặt phẳng quỹ đạo. Rồi góc nghiêng của trục trái đất khi tự quay là bao nhiêu độ? Góc nghiêng của trục trái đất khi tự quay là bao nhiêu? Có nhìn thấy kỹ con số không nè? Góc nghiêng của trục trái đất khi tự quay. Các bạn nào quan sát ở trên màn hình không rõ, chúng ta quan sát trong sách giáo khoa chúng ta ha. Ở hình 6.1. Là Quốc Hiếu cho thầy biết thôi. Góc nghiêng của trục trái đất. Dạ thầy, góc nghiêng trục trái đất là 66 độ 33 phút. À đúng rồi, hàng này chính xác. Đó là góc nghiêng nha, 66 độ 33 phút. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi về cái thời gian mà trái đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục là bao nhiêu? Thời gian trái đất tự quay quanh trục mất bao nhiêu? Hãy cho thầy biết coi. Thanh Phát. Dạ thưa thầy là 24 giờ. 24 giờ tương ứng với lại một vòng trái đất một ngày đêm hay là một vòng trái đất, một vòng tự quay quanh trục đúng không nè? Một ngày đêm. Rồi cảm ơn bạn. Như vậy tổng hợp lại cái nội dung ở phần mà la mã này mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, hướng tự quay quanh trục. Ai trả lời lại với thầy coi, hướng trái đất tự quay quanh trục. Hướng trái đất tự quay quanh trục. Rồi Quốc Hiếu. Dạ thầy là từ Tây sang Đông. Rồi góc nghiêng của trục trái đất khi tự quay. Góc nghiêng là bao nhiêu đây? Ý Nhi trả lời cho thầy góc nghiêng. Ý Nhi, góc nghiêng là bao nhiêu vậy? Dạ thầy góc nghiêng là 66 độ 33. Đúng rồi, 66 độ 33 phút ha. Rồi thời gian tự quay quanh trục hết một vòng hoàng phúc. Thầy là 24 giờ. 24 giờ tương ứng với một ngày đêm đúng không nào? Như vậy chúng ta ghi nhận lại. Và chúng ta lưu ý là cái trục trái đất là một cái trục tưởng tượng nha, không có ở trên thực tế đâu nha. Đây là một cái trục tưởng tượng thôi. Rồi chúng ta cùng nhau ghi nhận lại các nội dung này ha. Thứ nhất là trái đất tự quay quanh trục, quanh một cái trục tưởng tượng nối liền hai cực với một cái góc nghiêng đó là 66 độ 33 phút. Thứ hai, trái đất tự quay quanh trục theo hướng là từ Tây sang Đông. Vị cuối cùng đó là thời gian trái đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục là 24 giờ, tương ứng với một ngày đêm. Và chúng ta ghi nhận là phần này. Rồi, hãy lưu ý là những bạn nào mà chúng ta viết bài chậm, chúng ta viết không kịp thì chúng ta có thể đánh dấu lại nội dung sách giáo khoa để chúng ta bổ sung.
Nhưng mà thầy nhớ lại, trong cái phần chuyển động từ quanh trục thì chúng ta nhớ với thầy ba ý. Thứ nhất, trái đất tự quay quanh trục, tưởng tượng nói liền hai cực và có góc nghiêng là 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Ý thứ hai, trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông và thời gian mà trái đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục là 24 giờ hay là một ngày đêm. Rồi những cái nội dung này có sách khoa hay chúng ta có thể đánh dấu lại. Rồi thầy chuyển qua phần thứ hai nha. Alo, các bạn nghe rõ không? Nghe rõ. Rồi rõ thì bạn nào viết không kịp đánh dấu sách giáo khoa nha. Rồi chúng ta đi sang phần 2 La Mã. À đó chính là các hiệu. Cái phần cuối là nó nằm ở trong tập luôn đúng không thầy? À đúng rồi. Ở trong sách giáo khoa chứ Thái An sao là trong tập à, thầy xin lỗi, trong sách giáo khoa chứ. Rồi thầy chuyển qua phần 2 nha. Phần 2 La Mã chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ quả chuyển động từ quay quanh trục trái đất. Và trong tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái hệ quả đầu tiên, đó chính là sự luân phiên ngày đêm. Đó là sự luân phiên ngày đêm. À, vậy tại sao lại có hiện tượng ngày và đêm? Hoặc là chúng ta thấy được một điều như thế này, thế nào là sự luân phiên ngày và đêm và nguyên nhân nào lại xảy ra hiện tượng sự luân phiên ngày đêm này. Như vậy trong cái phần mập nhỏ này chúng ta sẽ lần lượt giải quyết các cái vấn đề này. Rồi, chú ý lên màn hình nha, bởi vì cái phần này nó hơi khó với chúng ta đấy. Cái phần viết bài nào chúng ta viết không kịp chúng ta để dành chút xíu rồi chúng ta bổ sung sau ha. Rồi, chúng ta chú ý lên màn hình, quan sát cùng hiện tượng ngày và đêm này. Chúng ta thấy có một nửa quả địa cầu, chúng ta thấy rằng cái đất chúng ta, cho nên mà cái đất chúng ta có dạng hình cầu. Như vậy một nửa quả địa cầu chúng ta sẽ được chiếu sáng. Cái phần được chiếu sáng sẽ được gọi là gì? Phần được chiếu sáng được gọi là ngày, còn cái phần không được chiếu sáng nằm trong bóng tối được gọi là gì? Là ngày và đêm. Đúng rồi, chính xác nha. Đây. Chỉ có một nửa được chiếu sáng thôi, đó là ngày, còn nửa còn lại thì nằm trong bóng tối, đó chính là đêm. Chúng ta quan sát nó cực đất chúng ta thôi. Như vậy phần nửa ngày, phần nửa còn lại nằm trong cái đất chúng ta đều được chiếu sáng. Bởi vì sao vậy? Mặt cái đất chúng ta đều được chiếu sáng. Bởi vì cái đất quanh mặt 24 giờ. Ta học ở hôm nay đó là nó do cái đất tự quay quanh trục, cho nên mọi nơi trên mặt trái đất quay quanh mặt trời. Thì tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Trong tiết này chúng ta chỉ nhấn mạnh đến cái việc mà trái đất chuyển động từ quanh trục thôi. Như vậy do trái đất tự quay quanh trục cho nên mọi nơi trên bề mặt trái đất chúng ta lần được được chiếu sáng nên có sự luân phiên ngày và đêm. Nhớ lại điều này nha. Nên khắp mọi nơi trên trái đất chúng ta đều lần lượt có cả ngày và đêm. Chúng ta lưu ý ngày chính là khoảng thời gian phần bề mặt trái đất được mặt trời chiếu sáng, còn đêm là khoảng thời gian mà phần bề mặt trái đất không được mặt trời chiếu sáng. Nhớ nha, được chiếu sáng thì là ban ngày mà không được chiếu sáng thì là ban đêm. Vậy nếu trái đất không tự quay quanh trục thì điều gì sẽ xảy ra theo suy nghĩ của chúng ta? Nếu trái đất chúng ta không tự quay quanh trục, nghĩa là trái đất chúng ta đang được yên, thì điều gì sẽ xảy ra? Quốc Hiếu. Dạ thưa thầy, là nếu mà trái đất không quay quanh trục mà đứng yên thì sẽ không có oxy để sống, mọi sự vật trên sẽ không sống được. Bạn suy nghĩ hơi xa một chút xíu, nhưng ở đây thầy muốn suy nghĩ một cái điều gần thôi, một điều gần liên quan đến cái nội dung của phần một này chúng ta đang tìm hiểu thôi, đó là cái về hiện tượng ngày và đêm thôi. Nếu trái đất tự quay quanh trục thì lần lượt mọi nơi trên mặt trái đất chúng ta sẽ đều có ngày và có đêm. Vậy nếu trái đất chúng ta không tự quay quanh trục thì sao? Thầy muốn biết về cái hiện tượng ngày và đêm thôi. Quốc Hiếu. Dạ thầy, là sẽ không có ngày và đêm. Sẽ không có ngày và đêm đúng không cả lớp? Chưa chính xác, vẫn có ngày vẫn có đêm đây, vẫn có đúng ngày. Rồi than nào thầy? Dạ nó có ánh sáng nhưng mà một bên có ánh sáng rồi. Một bên vậy là tối, chỉ có một nửa được chiếu sáng đúng không, một nửa còn lại nằm trong bóng tối. Một nửa chiếu sáng thì nhận được lượng nhiệt ánh sáng mặt trời rất là lớn, cho nên chúng ta thấy rằng sẽ rất là nóng, còn một phần còn lại nằm trong bóng tối sẽ rất là lạnh đúng không nào. Như vậy chúng ta thấy nếu cái đó không tự quay quanh trục thì chỉ có một nửa được chiếu sáng, còn một nửa sẽ nằm trong bóng tối, sẽ không có cái hiện tượng gọi là sự luân phiên ngày đêm. Nội dung ở phần mặt nhỏ có sự luân phiên ngày đêm. Nguyên nhân mà có sự luân phiên ngày đêm đó là do trái đất chúng ta có dạng hình cầu và chuyển động tự quay quanh trục, cho nên mọi nơi trên bề mặt trái đất chúng ta đều được chiếu sáng, nửa được chiếu sáng là ban ngày và nửa trong bóng tối là ban đêm. Chúng ta có thể ghi nhận phần này lại.
Thời gian thầy cho chúng ta ghi là 2 phút nha, cố gắng ghi bài là nhanh. Và chúng ta cố gắng diễn đạt lại theo cái hiểu biết của mình, không nên diễn đạt hoàn toàn theo cái ý của thầy. Cố gắng diễn đạt theo cái ý của mình để cho chúng ta dễ học bài. Nhưng mà bạn nhắc lại cái nội dung ở phần một nhỏ này với thầy xin nè. Ai nhắc lại nội dung với phần một nhỏ này giúp thầy coi nè. Là Quốc Hiếu. Do trái đất có dạng hình cầu cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa nữa được chiếu sáng là ban ngày, nữa nằm trong bóng tối là ban đêm. Nhờ có sự vận động tự quay của trái đất từ tây sang đông mà khắp mọi nơi trên khắp mọi nơi trái đất đều lần lượt có ngày đêm. Rồi, thầy cảm ơn Quốc Hiếu nha. Như vậy khi người ta hỏi chúng ta nguyên nhân nào mà có sự luân phiên ngày đêm thì chúng ta trả lời là do đâu? Hai câu hỏi ở phần đầu khi tìm hiểu phần 1 La Mã. Thứ nhất, thế nào hiện tượng ngày và đêm? Thứ hai, nguyên nhân nào mà có sự luân phiên ngày và đêm? Thì ở đây thầy hỏi nguyên nhân nào có sự luân phiên ngày và đêm? Chúng ta sẽ trả lời là do đâu mà có sự luân phiên ngày và đêm đây? Ai trả lời giúp thầy xem? Nhà Quốc Hiếu. Dạ thầy, là nhờ sự vận động tự quay trái đất từ tây sang đông mà khắp nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày đêm. Sự vận động tự quay nè, tự quay như thế nào? Tự quay quanh trục. Đúng rồi, nhớ khẳng định nha, đó là tự quay quanh trục. Bởi vì chúng ta sau này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái sự vận động nữa đó là quay quanh mặt trời. Chúng ta phải khẳng định đó là tự quay quanh trục của trái đất. Thì chúng ta phân biệt với lại sự phân biệt ở những cái tiết sau khi chúng ta tìm hiểu về trái đất quay quanh mặt trời. Cố gắng ghi chép cái nội dung bài của mình ha. Cố gắng diễn đạt lại theo cái nội dung mình hiểu. Xong chưa? Quốc Hiếu xong chưa Quốc Hiếu? Dạ rồi. Rồi các bạn xong rồi kìa. Nhanh chóng lên nha. Xong rồi. Rồi. Những bạn nào viết không kịp thì chúng ta có thể chừa trống nữa, chút xíu nữa chúng ta bổ sung vào sau ha. Rồi, thầy chuyển qua. Chụp hình lại thầy kêu mấy bạn chụp hình á. Rồi, một ý kiến đó là hay ha. Đó là chúng ta chụp màn hình lại đúng không nè. Rồi, cảm ơn bạn Phép ha. Đó. Chúng ta chuyển qua nội dung tiếp theo nha. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu dùng trong tiếng ngày hôm nay thì thầy có một cái trò chơi. Chúng ta sẽ quay để chọn ô số. Bây giờ chúng ta chọn ô số trước là chúng ta hãy quay nha giúp thầy trò chơi này. Mời bạn Thanh Phát. Chọn số 1. A 24 giờ, B 23 giờ đúng không nào? Chúng ta cùng nhau xem đáp án. Đáp án A đáp án thật là chính xác rồi ha. A 24 giờ. Quay xem bạn được bao nhiêu điểm nha. Nó có vẻ hơi lâu đấy. Rồi, chúc mừng bạn 70 điểm. Chúc mừng bạn. Câu tiếp theo, nhanh nhóng lên nào. Rồi, bạn Lê Quang Vinh nè. Thầy chọn câu thứ 4. Bạn chọn câu số 4. Trong bài hát Trái đất. Trái đất quay. Thì lắng nghe nha. Khác là cùng quay nào cho trái đất quay đúng không nào? Như vậy trái đất quay là câu trả lời rất là chính xác nha. Mẹ trả lời rất nên. Cái phần này không có quay lại được. Rồi để thầy qua tiếp theo luôn ha. Hai bạn cùng quay số luôn. Câu hỏi này bạn nào trả lời được? Mất thời gian quá nè. Rồi mà bạn Thái An nè, trả lời giúp thầy câu hỏi này có Thái An. Có dạng hình cầu đúng không nào Quốc Hiếu?
À, sai câu nào mới đúng bất hiếu. Đột lúc nãy thì nó nhấn mạnh nhiều lần rồi mà. Rồi, như vậy nãy là bạn Vinh và bạn Quốc Hiếu rồi mà. Ờ, là bạn Quốc Hiếu. Tiếp theo xem có. Rồi, bạn Quốc Hiếu được 30 điểm chứ. Câu hỏi số 2. À mà nha. Dạ. Hướng từ quay quanh trục của trái đất sang tây và bên từ tây sang đông. Dạ, hay là từ. À, rồi, thầy quay các bạn được bao nhiêu điểm ha? Rồi, chúc mừng bạn được hiểu xong về nội dung ở cái bài số 6 về chuyển động từ quay quanh trục của trái đất, và thứ hai chúng ta tìm hiểu về cả giúp thầy hai cái nội dung này, ôn tập lại hai cái nội dung này cũng như về cái chuyển động từ quay quanh trục, cũng như là sự luân phiên ngày đêm để chúng ta tìm hiểu.